Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Cuộc sống 24 giờ ngày 26 tháng 6 năm 2014 của kênh truyền hình VTC14. Như thường lệ, xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những nội dung chính sẽ được phát sóng trong chương trình ngày hôm nay. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo xung quanh bộ phim sitcom gây tranh cãi đang phát tán rộng rãi trên YouTube Căn hộ số 69. Trong chuyên mục câu chuyện buổi sáng, nhân ngày quốc tế phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6, câu chuyện về những người phụ nữ dứt bỏ con đường nghiện ngập làm lại cuộc đời. Trong chuyên mục cuộc sống bốn phương, đánh bom ở thủ đô Nigeria khiến ít nhất 21 người thiệt mạng. Thăm pháo đài Nam Han San Siong, một trong số những di sản văn hóa của thế giới vừa được công bố. Thưa quý vị và các bạn, sự cố khai thác bay của Vietjet Air với chuyến bay VG68861 là sự cố nghiêm trọng, nguy hiểm đến an toàn bay. Đây là kết luận của Bộ Giao thông Vận tải về sự cố hạ cánh nhầm sân bay của Vietjet Air trong buổi họp báo chiều ngày hôm qua 25 tháng 6 với các bên liên quan. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cũng chỉ ra rất nhiều bên có lỗi nhưng nhấn mạnh vào trách nhiệm của cơ quan quản lý là Cục Hàng không Việt Nam. Qua sự cố hữu này, các cơ quan nhà nước cũng có thêm kinh nghiệm để rà soát và bổ sung những quy định của pháp luật về hàng không dân dụng Việt Nam. Và đây cũng là sự cố đáng chú ý nhất trong ngày hôm qua. Tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Hàng không Lại Xuân Thanh đã kết luận về nguyên nhân của sự cố khai thác bay dẫn đến việc hạ cánh nhầm. Theo đó, chiếc tàu bay được lập kế hoạch đi Đà Lạt bị hỏng nên đã phải dùng một chiếc máy bay khác có kế hoạch đi Cam Ranh để thay thế. Tuy nhiên, nhân viên điều phối và tiếp viên không báo cho tổ lái. Tổ lái chủ quan không kiểm tra kỹ thông tin nên vẫn thực hiện kế hoạch bay đi Cam Ranh như kế hoạch, do đó mới dẫn đến sự cố này. Đại diện Cục Hàng không đánh giá đây là sự cố hy hữu, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa an toàn bay. Sự cố này có nguyên nhân trực tiếp là do lỗi của Vietjet Air, sau đó là lỗi của cơ quan quản lý nhà nước chưa giám sát chặt hoạt động của Vietjet Air. Đại diện điều hành bay của Vietjet Air cũng nhận lỗi trước hết của hãng và nhận lỗi trong quá trình cung cấp thông tin. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã bác bỏ các ý kiến này và cho rằng, để xảy ra sự cố hạ cánh nhầm sân bay, lỗi trước hết là do Cục Hàng không, vì Vietjet Air chưa hoàn thiện về khâu tổ chức khai thác, nhưng Cục Hàng không vẫn cấp phép cho hoạt động mà không có sự giám sát chặt chẽ. Bộ trưởng Đinh La Thăng khẳng định, mọi lỗi liên quan đến hệ thống đều có lỗi của cơ quan quản lý nhà nước. Tất cả các cơ quan có liên quan, các doanh nghiệp phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, rút ra bài học sau sự việc, đặc biệt là ở các khâu cấp phép quản lý bay, quản lý bầu trời. Tất cả các cơ quan phải xác định đây là một cái vi phạm hết sức nghiêm trọng. Vì vậy, tất cả các cơ quan có liên quan, các doanh nghiệp phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, rút ra được bài học từ cái việc này. Mà quản lý nhà nước rất nhiều. Việc rất là vi phạm trực tiếp, còn trách nhiệm của liên nước. Bộ trưởng cũng cho rằng Vietjet Air là một trong những hãng hàng không non trẻ, do đó mọi người cũng nên tạo cho họ một cơ hội để khắc phục sự cố, từ đó phát triển hàng không giá rẻ và tránh thế độc quyền trong vận tải hàng không. Tiếp theo là chuyên mục điểm báo với các tin tức đáng chú ý được đăng tải trên các trang báo số ra sáng ngày hôm nay. Và mở đầu là bài viết được đăng tải trên trang tư báo Đại Đoàn Kết. Bài viết với nhan đề yêu sách quá đáng của Trung Quốc sẽ bị vô hiệu bởi tòa trọng tài quốc tế. Xung quanh căng thẳng leo thang trên Biển Đông do Trung Quốc chủ động gây nên đối với các quốc gia có biển ở châu Á và ASEAN, giáo sư Jerome Acohen, đồng giám đốc Viện Luật Mỹ Á, Đại học Luật New York và là thành viên cao cấp về châu Á tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, đặt câu hỏi: luật pháp hay chiến tranh, đồng thời đề xuất giải pháp hãy để cơ chế tòa án làm dịu các tranh chấp ở châu Á. Nhìn nhận về thái độ của Trung Quốc hiện nay trên Biển Đông, ông cho rằng chúng ta cần phải nhìn nhận một cách rộng hơn. Trung Quốc cho đến nay luôn bác bỏ sự phân xử đối với các bất cứ tranh chấp chủ quyền nào như một vấn đề mang tính chất nguyên tắc, bất kể là Trung Quốc có chiếm hay không vùng lãnh thổ tranh chấp đó. Trung Quốc đang cố thuyết phục các nước khác rằng tuyên bố về cách ứng xử ở Biển Đông DOC vào năm 2002 với ASEAN nên được hiểu là đã loại bỏ cả sự phân xử quốc tế cũng như cơ chế trọng tài ra ngoài những biện pháp mà các nước liên quan có thể áp dụng cho các giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.
Ý kiến của giáo sư là các tranh chấp trên biển ở châu Á chỉ có thể giải quyết thông qua cơ chế tòa án. Ông cho rằng các nước có lợi ích chính đáng tại Biển Đông hay là Biển Hoa Đông nên tận dụng tất cả các cơ hội có thể để có được sự giúp đỡ của hệ thống tòa án công lý quốc tế và UNCLOS trong giải quyết tranh chấp với Trung Quốc. Điều đó sẽ khiến cho Trung Quốc cần phải cẩn trọng hơn khi đưa ra các yêu sách và hành động. Những phán quyết như vậy sẽ loại bỏ một số vấn đề pháp lý gai góc hiện nay đang cản trở con đường đàm phán hòa bình khi giải quyết tranh chấp. Trên báo Lao Động trang 2, trang 6 số ra ngày hôm nay có bài viết Việt Nam không theo thuyết vũ khí luận. Thiếu tướng Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng, Bộ Quốc phòng đảm bảo rằng Việt Nam có sức mạnh của lòng dân, có lẽ phải, chính nghĩa và quốc tế ủng hộ để có thể tự tin trên Biển Đông. Xây dựng đất nước đi đôi với bảo vệ Tổ quốc đã trở thành quy luật tất yếu của Việt Nam ta. Chính vì vậy, phải xây dựng quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng quân đội nhân dân, dân quân tự vệ mạnh, đi đôi với tăng cường trang bị vũ khí hiện đại. Chính vì thế, những năm vừa qua chúng ta đã hiện đại hóa hạm đội của Hải quân Việt Nam. Lần đầu tiên Việt Nam có tàu ngầm, có lực lượng không quân của Hải quân. Lực lượng phòng không, không quân của ta được nâng cấp bằng máy bay chiến đấu hiện đại. Hệ thống thông tin liên lạc của ta là một trong những nước tiên tiến trên thế giới. Các lực lượng tác chiến, điện tử, trinh sát, kỹ thuật cũng được trang bị nhiều phương tiện hiện đại. Bộ đội làm chủ các phương tiện, vũ khí, khí tài hiện đại, đồng thời sẵn sàng chiến đấu. Trong vấn đề Biển Đông, chủ trương của ta là kiên trì đấu tranh, không mắc mưu khiêu khích của Trung Quốc và không khiêu khích Trung Quốc, không sử dụng vũ khí trừ khi buộc phải tự vệ. Và cần nhớ Việt Nam không theo thuyết vũ khí luận. Vũ khí hiện đại là quan trọng, nhưng chính con người có bản lĩnh chính trị vững vàng, làm chủ vũ khí mới là nhân tố làm nên thắng lợi. Ở trên trang 4 báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, tác giả Nguyễn Dân có bài viết với nhan đề An ninh trật tự phức tạp vì giàn khoan Trung Quốc, xảy ra việc biểu tình đập phá có phần do chủ quan lơ là. Theo đó, thì vào ngày 25 tháng 6 tại Hà Nội, Bộ Công an đã họp thông báo kết quả tình hình công tác 6 tháng đầu năm 2014. Theo Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển Việt Nam, sự việc này có tác động xấu đến tình hình an ninh trật tự trong nước. Nổi bật là việc hàng chục ngàn người tham gia biểu thị lòng yêu nước nhưng lại nảy sinh đập phá, cướp bóc tài sản của cơ quan doanh nghiệp tại Bình Dương, Đồng Nai và Hà Tĩnh. Trung tướng Nguyễn Danh Cộng cho biết là đã có hiện tượng các tổ chức phản động người Việt lưu vong, ý đồ biến các cuộc biểu tình tự phát thành bạo động chính trị. Một số tổ chức kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc vào ngày Chủ nhật hàng tuần, trà trộn vào các khu công nghiệp, hướng dẫn công nhân cách thức biểu tình, thậm chí là họ còn dùng tiền để kích động, lôi kéo và mua chuộc. Bộ Công an cũng thừa nhận có phần chủ quan, lơ là, mặt khác do công nhân tập trung tại các khu công nghiệp đông nên không lường trước được sự việc khi nó xảy ra. Trên trang 18 báo Tuổi Trẻ ngày hôm nay có bài viết cần bổ sung tội trộm chó vào luật hình sự. Trộm chó để bán thịt nếu xét theo giá trị tài sản là thuộc loại trộm vặt, nhưng thời gian qua dẫn tới hậu quả làm chết người, người bị trộm lẫn kẻ đi trộm, có thể thấy tình trạng này chủ yếu là do sự bất cập của pháp luật. Theo Bộ luật hình sự hiện hành, tội trộm cắp chỉ hình thành nếu tài sản bị trộm có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng, nên những kẻ trộm chó cùng lắm chỉ bị xử lý hành chính. Trong khi đó, đối với đa số người dân bị mất trộm chó không phải là tài sản thông thường mà là vật nuôi yêu quý, từ đó dẫn đến việc người dân bức xúc cùng nhau đánh chết kẻ trộm hoặc bị kẻ trộm hại đến chết khi truy đuổi theo giành lại chó. Trộm chó là một loại trộm, một công cụ bảo vệ cho gia đình, là đánh cắp cả tình thương mà gia chủ dành cho con vật nuôi trung thành. Giá trị này không thể tính ra tiền. Do đó, để khắc phục tình trạng trên phải có chế tài đủ mạnh để răn đe, cần quy định riêng một khoản về tội trộm chó trong Bộ luật hình sự để phân biệt với trộm cắp tài sản khác. Thưa quý vị, một trong những vụ phá rừng nghiêm trọng nhất từ trước đến nay ở Khánh Hòa lại đang bị biến thành một vụ gây thiệt hại không đáng kể và chủ rừng thì không phải chịu trách nhiệm gì cả. Ngày hôm nay trên trang 10 báo Tiền Phong, nhóm phóng viên có bài viết với nhan đề Vụ phá rừng nghiêm trọng ở Khánh Hòa, voi biến thành chuột nhắt. Theo báo cáo vào ngày 28 tháng 5 năm 2013 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa, đã có 25,3 hecta rừng phòng hộ tại tiểu khu 105 tại Khánh Bình, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Trầm Hương, công ty LNTH quản lý bị phá trắng. Theo luật bảo vệ và phát triển rừng, một cơ sở để tính tiền bồi thường đối với người có hành vi phá rừng gây thiệt hại cho nhà nước là giá rừng do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định. Hiện nay thì Ủy ban dân tỉnh Khánh Hòa chưa ban hành quy định về khung giá rừng. Tuy nhiên, tham chiếu quy định về giá rừng các loại rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành, rừng dầu phòng hộ thuộc huyện Emmerdrak giáp huyện Khánh Vĩnh có giá là 351 triệu đồng trên 1 hecta đến 488 triệu đồng trên 1 hecta.
Và với 25,3 hecta rừng phòng hộ, phần lớn là rừng dầu bị phá trắng, giá trị tài sản thiệt hại phải là nhiều tỷ đồng. Thế nhưng, theo Hội đồng định giá tài sản tố tụng hình sự huyện Khánh Vĩnh tại Khánh Hòa, thì tổng giá trị tài sản bị thiệt hại do 25,3 hecta rừng bị phá trắng chỉ là 80,6 triệu đồng. Và khi nghe phóng viên nói tới con số này, thì ông Nguyễn Khương là phó chi cục trưởng phụ trách chi cục kiểm lâm Khánh Hòa nói, có sự nhầm lẫn nào hay chăng? Không có sự nhầm lẫn nào, có chăng với việc định giá tài sản thiệt hại quá thấp này, thì vụ phá 25,3 hecta rừng đã không còn là nghiêm trọng. Nền kinh tế ổn định nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro là nhân đề bài viết trên báo Thanh Niên trang 6 ngày hôm nay. Mặc dù lạm phát được kiểm soát, vĩ mô ổn định, nền kinh tế xuất siêu, nhưng nhóm tư vấn chính sách kinh tế vĩ mô, Ủy ban kinh tế của Quốc hội trong báo cáo mới nhất vừa phát hành đã bày tỏ lo ngại khi nền kinh tế đang tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nhìn lại diễn biến kinh tế vĩ mô năm 2013, báo cáo cho rằng nền kinh tế chưa có những thay đổi căn bản về nền tảng tăng trưởng, quá trình tái cơ cấu chưa có tiến triển đáng kể. Nền kinh tế mặc dù đã đạt được những kết quả ban đầu trong ổn định kinh tế vĩ mô nhưng vẫn tiềm ẩn những rủi ro và nguy cơ bất ổn, động lực tăng trưởng suy yếu và dư địa các chính sách vĩ mô bị thu hẹp. Cán cân thương mại được cải thiện chủ yếu là do nhu cầu nhập khẩu tăng không đáng kể. Đây là xu hướng thiếu bền vững vì cấu trúc sản xuất và xuất khẩu của nền kinh tế chưa được cải thiện. Khu vực kinh tế trong nước tiếp tục nhập siêu quy mô lớn, phản ánh năng lực cạnh tranh xuất khẩu còn hạn chế. Cơ cấu sản phẩm xuất khẩu và thị trường xuất khẩu chưa có thay đổi đáng kể và ít có cơ hội tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Bên cạnh đó, thì cơ cấu xuất khẩu nhập hàng hóa gần như là không thay đổi. Nhập khẩu vẫn chủ yếu là nhóm hàng máy móc, nguyên liệu, vật liệu phục vụ cho sản xuất trong nước và xuất khẩu, và cho thấy khu vực công nghiệp phụ trợ chưa phát triển, cảnh báo khả năng khó khăn của nền kinh tế khi quan hệ với quốc tế, với bên ngoài có biến động mạnh. Trong khi đó, cơ cấu xuất khẩu vẫn chủ yếu là các mặt hàng thô sơ, sơ chế, đơn giản, trong khi ngành xuất khẩu công nghiệp chế tạo chế biến có giá trị gia tăng thấp. Xu hướng này càng rõ hơn khi Việt Nam hội nhập sâu vào nền kinh tế khu vực và thế giới, kéo theo sự tham gia rộng vào mạng sản xuất toàn cầu. Nhiều doanh nghiệp nhập khẩu máy móc, nguyên vật liệu ồ ạt từ Trung Quốc để gia công với giá trị thấp, phục vụ các tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Phần nhập siêu này không có đóng góp tích cực vào sự gia tăng năng lực sản xuất trong nước của Việt Nam. Sau hơn nửa tháng phẫu thuật ghép tim nhân tạo bán phần HeartWare, anh Hoàng Quốc Biên, 39 tuổi, quê ở xã Ngư Thủy Trung, Lệ Thủy, Quảng Bình đã hoàn toàn bình phục. Đây là thông tin được đăng tải trên trang 14 báo Tuổi Trẻ, bài viết với nhan đề ca ghép tim nhân tạo đầu tiên đã thành công. Và đây cũng là tin vui do bác sĩ Đặng Thế Uyên, là trưởng khoa gây mê hồi sức tim mạch của Trung tâm Tim mạch thuộc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết vào sáng ngày 23 tháng 6. Bác sĩ Uyên nói với diễn biến tốt như hiện nay thì anh Biên có thể xuất viện trong vài tuần tới. Vào ngày 6 tháng 6, lần đầu tiên ở Việt Nam, ekip y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế với sự hỗ trợ của chuyên gia Bệnh viện Saint Vincent của Úc đã thực hiện ghép tim nhân tạo cho ngư dân Hoàng Quốc Biên bị mắc bệnh cơ tim giãn giai đoạn cuối. Ca phẫu thuật kéo dài 5 giờ, giáo sư tiến sĩ Bùi Đức Phú là giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, người chủ trì ca ghép tim nhân tạo cho biết khoảng 50 người tham gia vào ca ghép tim nhân tạo bán phần gồm các ca kíp phẫu thuật, kíp gây mê, kíp tuần hoàn ngoài cơ thể. Theo giáo sư Phú, sau khi cấy tim nhân tạo bán phần, bệnh nhân vẫn phải tuân thủ chế độ bệnh lý tim mạch và đặc biệt là phải tuân thủ liệu pháp kháng đông, uống thuốc chống đông máu như người có van tim nhân tạo. Và sau phẫu thuật, bệnh nhân có thể hoạt động làm việc gần như bình thường. Đã có bệnh nhân sống được khoảng 7 năm bằng quả tim nhân tạo HeartWare này với chất lượng cuộc sống tốt hơn. Về chi phí ghép tim, giáo sư Phú có cho biết, hiện thì bệnh viện chưa tính được chi phí cho mỗi ca ghép tim nhân tạo, tuy nhiên thì ước tính ban đầu cho thấy chi phí này là rất cao. Trên trang 9 báo Đại đoàn kết số ra ngày hôm nay có bài viết đời sống cá nhân giữa cộng đồng mong manh thương tổn, bài 2 tự vệ cá nhân hay trách nhiệm của nhà quản lý. Khi phát hiện ra những ca khúc dung tục chễm chệ trên một trang web, một bộ phim làm xong đưa thẳng lên YouTube hay hàng chục nghìn máy điện thoại bị nghe lén, đã có nhiều ý kiến cho rằng không gì tốt bằng bộ lọc và kháng thể của mỗi cá nhân để bảo vệ đời sống văn hóa tinh thần của chính mình trong môi trường cộng đồng hiện nay. Nhưng việc của nhà nước và xã hội là phải đảm bảo môi trường văn hóa lành mạnh để con người Việt Nam phát triển toàn diện, một nội dung lớn đặt ra trong nghị quyết Trung ương 9. Sẽ không có sự vô can từ phía các cơ quan quản lý để đảm bảo cho công dân được sống trong một môi trường văn hóa lành mạnh. Trước khi phát huy tính tự vệ và bộ lọc của mỗi người, trách nhiệm của các nhà quản lý là đảm bảo để trên các trang web không xuất hiện những bài hát có ca từ dung tục. Nhưng hiện nay có thể chia tình trạng của các nhà quản lý thành hai trường hợp, chậm theo kịp các tình huống mới phát sinh và lúng túng trong cách xử lý. Riêng với một số trường hợp khác thì đúng là các nhà quản lý đang bó tay vì chế tài luật của ta
chưa với tới những tình huống mới, bởi vì không thể xử phạt được Facebook và YouTube, nhưng chắc chắn phải tìm cách quản lý để tạo môi trường trong lành ở nơi mà những con người Việt Nam đang sống đời sống vừa ảo vừa thực ở đó. Sức tàn phá của thời đại Internet đang ghê gớm, trực diện tác động đến nhân cách, giá trị thẩm mỹ, giá trị sống và môi trường sống. Chính sách quản lý không thể mãi leo đéo theo sau, phải đối diện và tiếp cận được với các hình thức biến thái mới của những sản phẩm văn hóa thấp kém, tác động đến đời sống con người, xâm hại đến quyền lợi tinh thần của mỗi cá nhân. Chuyển sang các tin tức trong nước đáng chú ý khác trong chuyên mục tin sáng. Theo công bố của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng cả nước vào tháng 6 năm 2014 chỉ tăng 0,3% so với tháng 5 năm 2014. Như vậy, 6 tháng đầu năm 2014, chỉ số giá tiêu dùng của nước chỉ tăng 1,38%. Theo vụ giá Tổng cục Thống kê, mức tăng giá trong tháng 6 năm 2014 được xem là thấp nhất 13 năm qua, tính từ năm 2002 chỉ với 0,3%. Trong đó, tình hình kinh tế khó khăn, người tiêu dùng tiết kiệm chi tiêu và chỉ tập trung vào các nhu cầu thiết yếu hàng ngày là một trong những yếu tố chính khiến CPI tăng khá thấp so với cùng kỳ các năm trước. Tuy nhiên, một điểm đáng chú ý là CPI hàng tháng đang có dấu hiệu tăng tốc với mức tăng tháng sau cao hơn tháng trước. Cụ thể, sau khi tăng khá cao vào tháng 1 và 2, CPI đã giảm theo đúng quy luật vào tháng 3, rồi lại tăng dần trong các tháng 4, 5 và 6. Trong đó, nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng mạnh nhất với 0,74%, nhà ở và vật liệu xây dựng đứng thứ hai với mức tăng 0,61% và nhóm tăng thấp nhất là giáo dục chỉ tăng 0,01%. Trước đó, Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội cũng đã công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 tại thành phố. Theo đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 tăng 0,58% so với tháng trước và tăng 5,52% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2013, người dân phải đối mặt với gánh nặng chi tiêu khi các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, ga và điện nhiều lần tăng giá. Nhưng cũng trong năm này thì Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN có lợi nhuận sau thuế lên tới là hơn 9.000 tỷ đồng. Đây là con số trong báo cáo giám sát tóm tắt năm 2013 mà tập đoàn này vừa mới công bố trên website công khai minh bạch hoạt động kinh doanh xăng dầu điện. Giá điện tăng khoảng 5% vào cuối tháng 12 năm 2013 và tăng thêm 5% từ tháng 8 năm 2013. Hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN có lãi vượt kế hoạch. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt là 5,5%, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản đạt là 2,2%, đều tăng mạnh so với năm 2012. Trong năm 2013, tập đoàn và các đơn vị đã ký được hợp đồng vay trên 20.000 tỷ đồng vốn tín dụng thương mại và tín dụng ưu đãi trong nước. Cho đến cuối năm 2013, hầu hết các dự án trọng điểm đã được thu xếp đủ vốn đối ứng và vốn vay đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn đảm bảo tiến độ đề ra. Như vậy, trong năm ngoái, doanh thu hợp nhất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đạt gần 178.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế của tập đoàn này lên tới hơn 9.000 tỷ đồng. Con số này cao hơn nhiều so với ngân sách nhà nước phải chi trung bình cho một tỉnh miền núi phía Bắc. Thưa quý vị, vào những ngày này, hiện đang là mùa cao điểm thu hoạch mùa cao su của người nông dân. Thế nhưng thay vì ráo riết tập trung thu hoạch thì tại nhiều địa phương lại xảy ra tình trạng là chặt bỏ cây cao su hoặc bỏ vườn không cạo mủ. Nguyên nhân được cho là giá mùa cao su xuống thấp và người nông dân bị lỗ nặng. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14 về vấn đề này. Hơn một mẫu cao su này vừa được người ta đốn bỏ. Những cành nhỏ được phơi khô rồi đốt. Những thân to được cưa xẻ, đưa về nhà máy gỗ. Mùa cạo mủ cao su năm nay, những người làm nghề đốn cây có vẻ như lại thịnh vượng hơn cả những người cạo mủ thuê. Thì tôi là đi vừa mua đi bán vừa đi đốn công cho xưởng. Thì tôi đốn nói chung là cũng nhiều nơi, chẳng hạn như là An Linh, An Long, rồi ở Chân Thành. Rồi về đây là cái như Tân Nguyên, là trong đây có là Bình Mỹ, Hội Nghĩa, rồi Tân Bình. Tôi là người ở Bình Mỹ, thì tôi làm đây này rất nhiều. Riêng tôi đốn ở chỗ này nay là đến ngày nay là hơn một tháng tôi đốn 4 lô thì nó nằm khoảng 4 hecta. Bằng nếu giá đã đổ mà được. Gia đình ông Nguyễn Văn Tỉnh có 8 mẫu đất trồng cao su. Giá mủ cao su xuống thấp, thấy nhiều người chặt bỏ cây cao su nhưng ông không nỡ. Bởi với ông, chặt cây cao su nghĩa là chặt đi cái vốn mưu sinh của mình. Tuổi cao, sức vóc có hạn, ông cạo được đến đâu thì làm đến đó. Số còn lại không dám thuê người cạo
đành bỏ qua mùa mù. Dù một mẫu trước đây ví dụ giờ anh cạo 50 kg, nhưng mà hiện nay là anh không có giải khoan. Một năm rồi thì anh đã thấy không giải khoan rồi, được là 320, 340 một độ, na còn 208. Khoan không giải thì mũ nó càng ngày nó càng ít đi. Cho nên thí dụ giờ còn nghĩa là 25-30 kg thì nếu mà bữa nào ấy thì mình cạo, còn nếu không thì thôi, chứ còn nếu mà thay họ thì cái tiền này không có đủ trả cho họ đâu mà mình còn đâu mình ăn. Thấy gì không có thay. Để cạo được mũ cho một cây cao su này thì chi phí thuê nhân công cho một đêm là khoảng 300 đồng. Một mẫu cao su có khoảng 500 cây thì chi phí thuê nhân công cho một đêm là khoảng 150.000 đồng. Trong khi đó thì sau một đêm thu về được khoảng 30 kg mủ, và với cái độ mủ của cây cao su không bón phân trong cả một mùa vụ thì khoảng 7 đến 8.000 đồng một kg mủ, và tính ra là người nông dân sẽ thu về được khoảng 210-220.000 đồng. Thêm cả những chi phí làm vườn trong cả một mùa vụ, chi phí chăm sóc thì tính ra người nông dân trồng cao su trong năm nay không có lãi. Dù đang trong mùa cao điểm nhưng cơ sở thu mua mủ này lại rất thừa thớt. Theo chủ cơ sở, hiện lượng cao su thu mua từ nông dân đang sụt giảm mạnh. Cùng kỳ năm trước, mỗi ngày ông thu mua được khoảng 7 tấn mủ một ngày. Nhưng nay, lượng này giảm đi phân nửa. Trước đây, một container hàng xuất đi chỉ mất từ 5 đến 7 ngày thu gom, thì nay phải mất đến nửa tháng. So với năm 2013 thì nó giảm khoảng 50% giá. Trung bình hiện nay một thước mũ khoảng 7-8 ngàn, còn hàng năm thì nó được 10 mấy ngàn, còn nói chung là năm 2010 nó lên tới là 30 ngàn một thước mũ. Cho nên từ chỗ đó người nông dân ngã ngẩm nhiều lắm rồi. Có nhiều người thực không cạo mà họ đi làm công ty xí nghiệp để mưu sinh, chứ họ không cạo cạo thì nó không có lời. Cây cao su đã từng được xem như một loại vàng trắng bởi nó đã giúp nhiều hộ nông dân nghèo vươn lên làm giàu ngay trên quê hương mình. Nhưng nay, chính cây cao su lại đang khiến người dân lâm vào cảnh nợ nần vì thua lỗ. Là cây công nghiệp lâu năm nên một cây cao su phải sau từ 5 đến 7 năm mới cho mủ để thu hoạch. Gần ấy thời gian là biết bao công sức chăm bón của người nông dân đã đổ vào. Và việc chặt bỏ hàng loạt các cây cao su với người nông dân đau xót, nhưng có lẽ cũng là điều bất khả kháng. Theo số liệu mới nhất của Bộ Xây dựng, tồn kho bất động sản quý 2 năm 2014 đang có tốc độ giảm nhanh hơn so với quý trước, và bên cạnh đó tốc độ giải ngân gói tín dụng hỗ trợ nhà ở xã hội 30.000 tỷ đồng cũng được đẩy nhanh hơn. Cụ thể, theo thống kê của Bộ Xây dựng, tính đến cuối tháng 5 năm 2014, tổng giá trị tồn kho bất động sản cả nước còn khoảng 83.519 tỷ đồng, giảm 45.029 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, tương ứng giảm 35%. Số giao dịch thành công trên thị trường cũng tiếp tục nhích lên so với quý 1. Trong 6 tháng đầu năm 2014, tại Hà Nội đã có khoảng 4.000 giao dịch thành công, tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước. Giao dịch của thành phố Hồ Chí Minh cũng tăng mạnh so với cùng kỳ, với đặc điểm chung là dồn vào các căn hộ có giá bán dưới 15 triệu đồng một mét vuông, tổng giá trị dưới 1,5 tỷ đồng một căn. Đặc biệt, tính thanh khoản tập trung vào các dự án sắp bàn giao nhà với những căn hộ diện tích nhỏ. Bên cạnh đó, cũng theo số liệu của Bộ Xây dựng, tốc độ giải ngân gói tín dụng hỗ trợ nhà ở xã hội trị giá 30.000 tỷ đồng đang được đẩy nhanh hơn. Số đối tượng vay vốn lớn nhất là cá nhân và hộ gia đình. Tính đến ngày 31 tháng 5, cả 5 ngân hàng được chỉ định tham gia gói 30.000 tỷ đồng đã cam kết giải ngân cho khách hàng 3.954,4 tỷ đồng. Thưa quý vị, tài nguyên môi trường đứng đầu trong các lĩnh vực gây phiền hà khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính, với tỷ lệ phản ánh của các doanh nghiệp lên đến 27% trong một đợt khảo sát. Đây là thông tin vừa được đưa ra trong hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2014 do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức vào ngày hôm qua tại Hà Nội. Tại hội nghị, ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế của VCCI, đã công bố kết quả khảo sát đánh giá của 219 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và hơn 8.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các địa phương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Theo đó, lĩnh vực này đứng đầu về sự phiền hà với tỷ lệ doanh nghiệp phản ánh là 27%,
Trong đó, lĩnh vực đất đai là 21%, bảo vệ môi trường là 6%. Phần lớn đều gặp khó khăn trong việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai như mở rộng mặt bằng, thuê mua đất đai. Ngoài ra, thủ tục đánh giá tác động môi trường nhiều khi mang tính hình thức và phụ thuộc nhiều vào cơ chế xin cho. Đúng là cái lĩnh vực đất đai cùng với nhiều lĩnh vực khác như hải quan, thuế thì là những lĩnh vực mà có nguy cơ tham nhũng cao. Bởi vì ở đâu có sự xin và cho rất là nhiều, và ở đâu mà cái thủ tục phức tạp mà cái ảnh hưởng của những người ra quyết định rất lớn đối với việc thực hiện quyền của doanh nghiệp, thì ở đấy nguy cơ tham nhũng rất là cao. Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng thừa nhận thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, nhất là 4 loại thủ tục đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước và môi trường, còn nhiều hạn chế, có khoảng cách khá xa so với yêu cầu. Để khắc phục tình trạng trên, các đại biểu kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cần có những đột phá trong việc giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch cho doanh nghiệp, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư trong việc tiếp cận sử dụng đất và đơn giản hóa đánh giá tác động môi trường. Thưa quý vị và các bạn, sau một số vụ việc bị phát giác do hành vi gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, Bộ Y tế đã yêu cầu giám đốc các bệnh viện phải kiểm tra hồ sơ bệnh án, kê đơn, cấp thuốc bảo hiểm y tế, không để xảy ra tình trạng lập hồ sơ bệnh án khống, kê đơn khống để chiếm dụng tiền của quỹ bảo hiểm y tế. Cụ thể, các bệnh viện phải kiểm tra các bảng kê chi phí khám, chữa bệnh của người bệnh, đảm bảo tính chính xác, và các bảng kê chi phí phải có chữ ký xác nhận của người bệnh theo đúng quy định. Bộ Y tế cũng yêu cầu các bệnh viện phải công khai bảng giá dịch vụ y tế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tại nơi thanh toán. Bảng giá dịch vụ y tế phải rõ ràng, dễ đọc, dễ thấy, và cơ sở khám chữa bệnh phải kịp thời giải đáp những thắc mắc của người bệnh liên quan đến giá dịch vụ y tế. Đây được xem là một trong những biện pháp tích cực để kịp thời ngăn chặn hành vi gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế và phát huy hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế. Thưa quý vị, trong những ngày qua, sau khi Trung Quốc đặt giàn khoan 981 trái phép và liên tục uy hiếp cản trở tàu cá Việt Nam hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của nước ta, thì ngư dân tỉnh Khánh Hòa cũng luôn thể hiện quyết tâm bằng những hành động cụ thể để ra khơi bám giữ ngư trường. Nhiều chiếc tàu nhỏ đã được ngư dân cải hoán, nâng cấp to hơn, những con tàu lớn thì được sửa sang máy móc, trang bị thêm ngư lưới cụ và thậm chí là đóng mới tàu cá sẵn sàng vươn khơi, đánh bắt dài ngày trên vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa. Hơn 2 tuần nay, ông Võ Huynh ở phường Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang bận rộn chăm chút cho chiếc tàu cá của mình. Tàu của ông vốn là tàu nhỏ, không thể đảm bảo những chuyến bám biển dài ngày. Thế nên, để khai thác được ở khơi xa, ông buộc phải cải hoán tàu. Vỏ tàu thay mới, thân tàu được mở rộng thêm gần 10cm và hầm bảo quản sản phẩm cũng được nâng cấp. Tất cả để phục vụ cho mục đích khai thác xa bờ, bảo vệ ngư trường truyền thống ở quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Hiện bữa nay là tất cả ngư dân như tôi, thì bây giờ là nghe cái tin với lại xem đài, thì các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi người ta đã làm rồi. Còn riêng ở Khánh Hòa thì chưa làm, nhưng mà tôi bây giờ túng cùng quá, bây giờ ghi tôi không có thể mà ra khơi mà làm yên tâm được. Là tôi có đem lên 4 tàu, tôi đem lên là tôi cải hoán. Thước tức của nó ngày xưa là nó bị ốm ở dưới, mà chiều dài nó thì nó đủ sức để đánh bắt. Nhưng mà bây giờ đánh bắt ra khơi là phải cần mở rộng, phải cần cải hoán. Lo lắng của ông Huynh là có cơ sở, bởi trước việc tàu Trung Quốc tấn công, cản trở tàu cá Việt Nam, thì ngoài việc liên kết, hợp tác thành các tổ đội khai thác trên biển, chủ phương tiện cũng cần nhanh chóng nâng cấp, cải hoán tàu thuyền của mình. Với thiết kế thân tàu nhỏ như trước đây, nhiều tàu cá của bà con ngư dân không đủ sức để bám biển dài ngày, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của chuyến biển. Bởi vậy, tại Khánh Hòa hiện nay, phong trào cải hoán tàu cá đang được ngư dân phát động. Đa phần nhiều tàu cá của ngư dân địa phương đều được nâng cấp, bởi tàu càng nhỏ thì khả năng bám biển, bám ngư trường khai thác càng khó khăn hơn. Ngư trường Trường Sa thì chúng ta chưa tiếp cận và khai thác được nhiều. Ví dụ như cái trữ lượng cá ngừ sọc dưa thì cỡ theo đánh giá thì khoảng 600.000 tấn.
thì như vậy được phép cho khai thác khoảng 200 đến 250 nghìn tấn. Thế nhưng mà riêng Khánh Hòa chúng ta hàng năm đối với nghề câu cá ngừ đại dương và nghề lưới cảng thì sản lượng cả hai nghề này cộng lại thì khoảng 30 nghìn tấn. Thì như vậy là để làm thế nào để chúng ta tận dụng được và phát triển thì phải đầu tư ngư dân, động viên và có chính sách khuyến khích về tài chính cũng như về cái công nghệ khai thác. Theo thống kê từ Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Khánh Hòa, đến nay số lượng tàu cá của bà con ngư dân cải hoán và đóng mới đã tăng từ 180 đến 200 chiếc, tăng gần 20% số lượng tàu thuyền hoạt động xa bờ, tập trung chủ yếu vào nghề câu cá ngừ đại dương và vây rút. Tại những địa phương có đường bờ biển như Khánh Hòa, đánh bắt thủy hải sản đã trở thành một trong những ngành nghề đảm bảo sinh kế cho ngư dân. Bởi vậy, trước những địch họa đang gây khó khăn trên biển, việc cải hoán tàu thuyền trở thành biện pháp tích cực để ngư dân yên tâm bám biển, giữ vững ngư trường truyền thống của Việt Nam. Bộ Nội vụ vừa công bố dự thảo nghị định quy định về một số nội dung, quy hoạch và tạo nguồn cán bộ công chức viên chức nữ trong các cơ quan tổ chức. Theo đó, khi tiến hành quy trình bổ nhiệm hoặc thi tuyển cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp, nữ sẽ được ưu tiên hơn nếu điều kiện nam nữ bằng nhau. Cụ thể, theo đề xuất của Bộ Nội vụ, các cơ quan tổ chức đơn vị ở tất cả các cấp có tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức nữ đạt từ 30% trở lên, phải có ít nhất một nữ giữ chức danh lãnh đạo, quản lý. Tương tự, nếu tỷ lệ nữ đạt từ 30% trở xuống, cần đảm bảo tỷ lệ nữ giữ chức danh lãnh đạo, quản lý so với tổng số cán bộ lãnh đạo, quản lý, cơ quan, tổ chức, đơn vị đạt tối thiểu 15%. Đối với các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, trừ Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, nhất thiết phải có một lãnh đạo cấp bộ là nữ. Đối với cấp tỉnh, đảm bảo ít nhất một lãnh đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân là nữ. Khi tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức thì cũng ưu tiên lựa chọn nữ trúng tuyển nếu điều kiện như nhau. Với mục đích đem lại một cái nhìn trung thực hơn về rừng và nâng cao hiểu biết của học sinh sinh viên Việt Nam về tầm quan trọng của rừng, tình yêu dành cho rừng, dự án Rừng ơi đã được các tổ chức phi lợi nhuận vì môi trường và hòa bình khởi động vào ngày hôm qua. Với nhiều hoạt động thú vị, dự án này đang thu hút sự quan tham gia của nhiều người trẻ tại Hà Nội. Hiện nay, rừng đang là một trong những nguồn tài nguyên đang bị tổn thất rất lớn tại Việt Nam. Theo thống kê, năm 1943, độ che phủ rừng là 43,2%. Đến năm 2005, độ che phủ chỉ còn 30%. Và 8 năm qua, rừng vẫn đang cháy. Vấn đề giáo dục và phát huy sự tham gia tích cực của giới trẻ, đặc biệt là học sinh sinh viên thế hệ tương lai của đất nước, vì thế cũng mang ý nghĩa lớn hơn. Nối tiếp sự thành công của Rừng ơi năm 2013, Rừng ơi năm 2014 đã thu hút sự tham gia của hơn 150 em học sinh tại Hà Nội và nhiều học giả có uy tín trong lĩnh vực môi trường và phát triển bền vững. Đây còn là dịp để các em học sinh tìm hiểu kiến thức thực tế về rừng nhiệt đới, tạo cho các em ý thức cũng như tình yêu đối với thiên nhiên. Dự án Rừng ơi 2014, chương trình giáo dục bảo vệ rừng nhiệt đới là hoạt động thường niên của tổ chức xã hội Tôi 20, được thực hiện dưới sự tài trợ của Đại học Saint Olaf Hoa Kỳ và sự bảo trợ của Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường. Nhóm lấy tên gọi Rừng ơi gần gũi với các bạn học sinh sinh viên cũng như là một tiếng gọi kêu cứu khi rừng đang bị tàn phá. Bộ phim sitcom gắn mác 18 cộng, căn hộ số 69 là sản phẩm của một nhóm bạn trẻ tự sản xuất và tự đăng tải lên trên YouTube. Xoay quanh bộ phim này có rất nhiều ý kiến trái chiều, có người thì thấy thích thú vì phim đề cập một cách trung thực tới chuyện tình dục của giới trẻ, vấn đề được coi là nhạy cảm. Nhưng tuy nhiên cũng có một số ý kiến cho rằng bộ phim dung tục và phản cảm. Trước tình hình đó, chiều ngày hôm qua, Cục Điện ảnh đã tổ chức họp báo để phân tích những sai phạm của bộ phim này. Tại buổi họp báo, ông Đỗ Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh cho rằng căn hộ số 69 đã vi phạm Điều 49 và 51 của Luật Điện ảnh về việc sản xuất phổ biến phim. Còn về nội dung phim có phản cảm hay không và quyết định xử lý như thế nào vẫn phải chờ kết quả kiểm tra và kết luận của Bộ. Điều 49 của Luật Điện ảnh đã quy định tất cả các cơ sở, tổ chức cá nhân muốn sản xuất phim để phát hành dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trên mạng Internet, đều phải thông qua một đơn vị kinh doanh có chức năng sản xuất phim được cấp giấy phép của Sở Kế hoạch Đầu tư và Cục Điện ảnh. Sản xuất phim phải qua hội đồng thẩm định cấp giấy phép. Chính vì vậy, việc nhà sản xuất phim căn hộ số 69 tự sản xuất mà không thông qua một đơn vị kinh doanh nào có giấy phép là sai. Tiếp đó, căn hộ số 69 cũng vi phạm Điều 51 của Luật Điện ảnh về việc phát hành phim. Vì chưa qua quá trình thẩm định cấp phép về việc phổ biến phim, chiếu phim, phát sóng phim chưa có giấy phép phổ biến của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
Tuy nhiên, tại buổi họp báo cũng đã xảy ra tranh cãi trong việc xác định căn hộ số 69 có phải là một bộ phim hay chỉ là một sản phẩm clip như nhóm tác giả đã tự nhận. Đây là một chi tiết rất quan trọng, bởi nếu nó chỉ đơn thuần là một clip tự phát thì không thể áp đặt luật điện ảnh để xử lý được. Thật sự em sản xuất một cái clip gia đình mà nó có đầy đủ nội dung các thứ, và khi em chia sẻ, em không thông qua sự gì mà em chia sẻ lên trang Facebook với cả mọi người cả, thì đấy là có sai về quy trình sản xuất không? Quan trọng hơn, trong một phát biểu của mình, đại diện Cục Điện ảnh cho biết chưa hề xem nội dung của bộ phim. Chính điều này đã làm dấy lên những tranh cãi về mục đích của buổi họp báo, bởi kết cục sai phạm đến đâu, cơ quan nào xử phạt, phạt như thế nào vẫn còn đang bỏ ngỏ. Trong chuyên mục câu chuyện buổi sáng nhân ngày quốc tế phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6, câu chuyện về những người phụ nữ dứt bỏ con đường nghiện ngập làm lại cuộc đời. Cùng đến với chuyên mục cuộc sống bốn phương, cảnh sát Trung Quốc phá đường dây buôn bán ma túy qua mạng. Năm năm ngày mất vua nhạc pop Michael Jackson, cả thế giới vẫn nhớ về những bước nhảy moonwalk huyền thoại. Thưa quý vị, tiếp theo chương trình sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục câu chuyện buổi sáng của ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay là ngày 26 tháng 6 và cũng là ngày quốc tế phòng chống ma túy. Khi nhắc đến ma túy thì có lẽ là không ít người trong số chúng ta cảm thấy sợ hãi và ám ảnh một cách nặng nề. Sợ hãi bởi vì những người như chúng ta mà chỉ nghe thấy đến ma túy và những hiểm họa từ nó gây ra cũng đủ để khiến tất cả chúng ta phải tránh xa. Và ám ảnh nặng nề bởi có những người từng sa chân vào ma túy và sức mạnh của nàng tiên nâu ấy cũng đã hủy hoại cuộc đời của họ như thế nào. Có một điều lo ngại là ở Việt Nam, độ tuổi của người nghiện ma túy có xu hướng trẻ hóa và số lượng sử dụng là ma túy đá hay nói chung là một dạng ma túy tổng hợp có khả năng gây ảo giác đang ngày càng gia tăng. Và anh Tùng biết không, tôi đã từng có một người bạn gái và vì rất nhiều lý do khác nhau mà khi còn rất trẻ thì cô gái này đã sa chân vào ma túy. Ngày ấy thì tôi cũng như là những người thân xung quanh cô gái này những tưởng mọi thứ đã chấm hết với cô gái. Thế nhưng rất tình cờ, cách đây mấy ngày thì tôi cũng đã gặp lại cô ấy và cảm thấy là thật bất ngờ cô đã chiến thắng được ma túy và trở thành người thành đạt hơn. Chuyện về những người phụ nữ khi mà dính vào ma túy có rất nhiều và có những người mãi mãi lún sâu và không thể nào tìm được đường về. Nhưng có không ít người đã trải qua những tháng ngày vật vã với một nghị lực lớn để làm lại cuộc đời. Và trong câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện của những người phụ nữ như thế để phần nào chúng ta có một cái nhìn cảm thông và chia sẻ với họ. Năm tôi 6 tuổi là những cái trận đòn của ba tôi khi bị say rượu về. Bản thân tôi 6 tuổi là một đứa trẻ con chả biết gì hết. Nhưng ông ấy đánh, uống rượu về đánh, treo ngược lên, sát mùi ra người. Lúc là 1 giờ chiều bà cũng phải xách, bà mấy chục tuổi rồi. Cũng phải xách từng cái cặp lồng cơm lên, xin cô giáo cho ra ngoài để ăn. Những ký ức tuổi thơ kinh hoàng không bao giờ quên đối với người phụ nữ này. Cùng hàng trăm nghìn lý do khác được đưa ra để biện minh cho sự bồng bột của tuổi trẻ, chị Lan đã sớm sử dụng ma túy tổng hợp khi chưa đầy 30 tuổi. Để rồi, suốt gần chục năm dòng sau đó, tuổi trẻ và sự nghiệp của chị tan biến hết theo những ảo giác từ làn khói trắng. Nhưng nay, chị đang quyết tâm làm lại cuộc đời từ chính nơi này. Cảm giác như là không còn ai đứng về phía em. Nhiều lúc em cũng như vậy. Đó là cảm giác của Hiền khi mới 13 tuổi đã sa chân vào ma túy. 5 tuổi, cha mẹ em đã ra đi trong một tai nạn kinh hoàng. Nhiều năm sau đó, vì thích khám phá một cách thiếu suy nghĩ của tuổi trẻ, em đã vướng chân vào ma túy lúc nào không biết. Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số 2 Hà Nội, nơi đã đón không biết bao nhiêu người lầm lỗi như Hiền hay chị Lan. Gần 400 học viên nữ ở đây, có tới hơn 40% ở tuổi vị thành niên. Phần nhiều trong số họ
có sử dụng ma túy đá, hay còn gọi chung là loại ma túy tổng hợp có khả năng gây ảo giác rất mạnh. Nó gây hoang tưởng mà, gây hoang tưởng, bản chất của nó gây hoang tưởng, ảo giác. Đâm ra là mọi việc làm và mọi cái hành vi, mọi cái cử chỉ cũng như là các cái sinh hoạt hàng ngày của họ, họ đang nghĩ rằng là đang có những cái gì đó xui khiến họ đấy, làm đi theo những cái mở những cái việc làm, họ nghĩ đến những cái việc làm không tốt. Cũng theo các bác sĩ, với phụ nữ khi đã sử dụng ma túy đá thì thời điểm cắt cơn sẽ vật vã hơn rất nhiều so với nam giới. Sức ép tâm lý ở những học viên này cũng nặng hơn. Bởi cũng chỉ có họ mới hiểu, làm quen với ma túy thì rất nhanh, mà cai nghiện thì khó khăn, gian khổ đến mức nào. Rất sợ nghĩ lại đến cảnh cắt cơn, thì nó như một nỗi ám ảnh với cuộc đời tôi. Gần đây thì đa số cái lớp trẻ gồm cả nam nữ để sử dụng cái ma túy đá. Thì cái sử dụng cái loại này thì vào thì nó cũng có những cái diễn biến về cái tâm lý nó rất là bất thường. Đó là nhiều lúc trường hợp thì có những chị em thì về cái tâm thần nó cũng không ổn định. Cảm giác thì sợ sệt, hoặc có những người cảm giác như là tội lỗi, hoặc có những người cảm giác thì là cũng phải hành động, phải làm một cái gì đấy để mang tính chất là trả thù. Nhiều năm vật vã cùng nàng tiên nâu, những tưởng chẳng có ai, chẳng có động lực nào đủ sức khiến những người phụ nữ này vứt bỏ được ma túy. Từ từ bước ra khỏi bóng đêm ma túy, những người phụ nữ này bắt đầu tìm lại tuổi trẻ của mình. Ở đây, họ được học nghề. Có những người giờ mới biết sử dụng máy vi tính. Với họ, đây là thách thức, nhưng cũng là cơ hội để họ làm lại cuộc đời. Tôi mới nhận biết được là cái giá trị cuộc sống, nhận biết được rất nhiều thứ. Bây giờ mình mới hiểu rằng ngày xưa Bác Hồ ta có câu là không có việc gì khó mà chỉ sợ là lòng không bền. Dính vào ma túy không có nghĩa là đặt dấu chấm hết cho cuộc đời. Sau một thời gian điều trị và vật lộn với những cơn nghiện khủng khiếp, cánh cửa hy vọng tưởng như đóng kín giờ đã lại mở ra trước mắt các chị. Nơi đã đón không biết bao nhiêu người bế tắc như Hiền và chị Lan. Cũng chính là nơi các chị đang quyết tâm làm lại cuộc đời mình. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin về một số sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, 26 tháng 6 năm 2014. Từ ngày hôm nay đến 28 tháng 6, Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2014 được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Hà Nội, với chủ đề xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Ngày hội là dịp để đề cao vai trò của gia đình đối với xã hội, nhấn mạnh vai trò của mỗi gia đình trong việc giữ gìn nét văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam, bản sắc dân tộc trong thời kỳ hội nhập. Có nhiều hoạt động tại ngày hội như chương trình nghệ thuật vũ điệu tuổi thần tiên, hội nghị biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014, giao lưu gặp gỡ bốn mùa yêu thương. Từ ngày hôm nay, lễ hội Ramuvan diễn ra và kéo dài trong một tháng tại Ninh Thuận. Đây là một lễ nghi quan trọng đối với tất cả bà con người Chăm Hồi giáo. Trước khi bước vào tháng chay của các chức sắc ở Thánh Đường, người ta dành 3 ngày, tức từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6, để thực hiện lễ tảo mộ và cúng gia tiên. Trong 3 ngày này, các làng Chăm Pani tổ chức các hoạt động vui chơi, văn hóa văn nghệ, thể thao sôi nổi. Mọi người đến thăm và chúc Tết các gia đình với những lời chúc tốt đẹp nhất, cầu mong an lành trong cả năm cho toàn gia tộc. Ngày hôm nay và ngày mai diễn ra chương trình thiếu niên quốc tế Vietnamese Youth Model United Nations tại Hà Nội. Đây là chương trình họp mô hình Liên Hợp Quốc dành cho thanh thiếu niên Việt Nam từ 16 tuổi trở lên, có trình độ tiếng Anh từ mức khá trở lên. Trong chương trình, các bạn sẽ đóng vai là đại diện của các quốc gia để nêu lên ý kiến của mình về các vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường đang diễn ra trong khu vực.
Ngày hôm nay, tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xử phúc thẩm vụ án giết người đối với bị cáo Lê Thị Hường, trú tại huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu. Trước đó, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tuyên tử hình đối với bị cáo này về tội giết người. Theo cáo trạng, Lê Thị Hường đã gọi điện cho vợ chồng chủ nợ của mình đến lấy nợ, rồi bất ngờ dùng dựa chém làm cả hai bị thương nặng. Ngày hôm nay diễn ra lễ meeting nhân ngày bảo hiểm y tế toàn dân 1 tháng 7. Hiện vẫn còn khoảng 30% người dân chưa tham gia bảo hiểm y tế. Đây là con số khá cao, có nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng quan trọng nhất vẫn là do người dân có thu nhập thấp, không có tiền để mua bảo hiểm y tế. Do đó, nhà nước cần tăng cường thêm ngân sách để hỗ trợ người dân mua bảo hiểm y tế. Nhiều ý kiến cho rằng, việc thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân là rất cần thiết, phù hợp với tình hình chung và cần quy định là hình thức bắt buộc. Ngày hôm nay, lễ công bố báo cáo tình hình ma túy thế giới 2014 do Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tiến hành nhân ngày Thế giới phòng chống ma túy 26 tháng 6 diễn ra tại Hà Nội. Báo cáo tình hình ma túy thế giới năm 2013 cho thấy, việc sử dụng các chất ma túy truyền thống không có biến động nhưng đang xuất hiện nhiều thách thức về y tế công cộng từ các chất hướng thần mới. Tiếp theo chương trình sẽ là những tin tức quốc tế. Thưa quý vị, Thượng viện Nga rút quyền đưa quân đội đến Ukraine của Tổng thống Putin với 153 trên 154 phiếu ủng hộ. Hội đồng Liên bang Nga, tức Thượng viện Nga, sau cuộc họp kín bất thường chiều ngày 25 tháng 6, đã quyết định thu hồi nghị quyết đưa ra hôm 1 tháng 3 về việc trao quyền cho Tổng thống Putin lệnh phát động một chiến dịch quân sự ở nước láng giềng Ukraine nhằm bảo vệ những người nói tiếng Nga. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày phê duyệt. Trước đó, hôm 24 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu Thượng viện nước này rút lại một nghị quyết cho phép Nga sử dụng sức mạnh quân sự để can thiệp vào tình hình Ukraine với lý do đưa ra là để bình thường hóa và giải quyết tình hình ở các khu vực miền đông Ukraine cũng như là chuẩn bị cho các cuộc đàm phán ba bên về vấn đề này. Động thái được cho là thiện chí của Tổng thống Putin đã nhận được sự hoan nghênh của Ukraine, Mỹ và các nước phương Tây. Đây được coi là bước tiến đầu tiên của chính phủ Nga trong nỗ lực ủng hộ kế hoạch hòa bình cho Ukraine. Cảnh sát và chính phủ Nigeria cho biết một quả bom phát nổ vào ngày 25 tháng 6 tại trung tâm mua sắm đông đúc ở thủ đô Abuja của Nigeria đã khiến cho ít nhất 21 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương. Phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Frank Mba đã xác nhận con số thương vong nói trên và cho biết thêm một người đã bị bắt giữ. Các nhân chứng tại hiện trường cho biết vụ nổ xảy ra vào đúng giờ cao điểm khi khách hàng tập trung đông đúc và nó đã làm rung chuyển cả một khu vực gần trung tâm mua sắm Panex Plaza, khiến cửa kính tại các cửa hàng gần đó vỡ tan. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân về vụ nổ, song theo người phát ngôn cấp cao của chính phủ Nigeria, vụ nổ nói trên là một vụ đánh bom. Kênh truyền hình Arirang của Hàn Quốc ngày hôm qua đưa tin, một cuộc khảo sát vừa được tiến hành cho thấy khoảng 2/3 người dân Hàn Quốc được hỏi tin rằng việc Trung Quốc đang trỗi dậy đã và đang trở thành mối đe dọa quân sự với nước này. Và không chỉ có vậy, đa số người được hỏi đều cho rằng Trung Quốc chính là bên có lỗi trong các tranh chấp lãnh thổ với láng giềng. Cuộc khảo sát được tiến hành với 1.000 người ở độ tuổi trưởng thành ở Hàn Quốc cho thấy có tới 66,4% người được hỏi cho rằng việc Trung Quốc không ngừng củng cố quân sự là mối đe dọa với Hàn Quốc, chỉ có 19,1% cho rằng Trung Quốc có ý kiến ngược lại, trong khi 14,5% còn lại trả lời rằng họ không biết. Trong khi đó, 45% trong số những người coi Trung Quốc như một mối đe dọa quân sự cho rằng tranh chấp lãnh thổ của Trung Quốc với các nước láng giềng chính là lý do chính biến nước này trở thành một mối đe dọa. Ngoài ra, có 24% người cho rằng căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington là nguyên nhân chính. Cuộc thăm dò nói trên do Viện Nghiên cứu Chính sách ASEAN ở Seoul tiến hành từ ngày 7 tới ngày 9 tháng 5 với phạm vi sai số là 3,1%. Cảnh sát thành phố Trường Sa, thủ phủ của tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc, mới đây đã triệt phá một đường dây buôn bán ma túy qua mạng. Và đáng chú ý là các thành viên tham gia vào đường dây này đều là thanh niên. Kẻ cầm đầu đường dây này là một nữ thanh niên họ Tôn, mới 20 tuổi. Tôn đã mở một diễn đàn về ma túy trên trang mạng Bài Tu PPS, trang mạng nổi tiếng nhất Trung Quốc để dễ dàng lôi kéo giới trẻ, những người có tỷ lệ tiếp xúc với Internet cao. Chỉ sau 2 tháng hoạt động, diễn đàn này đã thu hút 1.600 thành viên đến từ 26 tỉnh thành của Trung Quốc. Tại đây, chúng đã trao đổi ý kiến và thực hiện hành vi mở rộng diễn đàn bằng cách kết bạn với những người khác và buôn bán ma túy thông qua diễn đàn này. Cảnh sát cho biết, những tên tội phạm thường trá hình bằng cách giấu ma túy trong các món đồ chơi hình con thỏ và sau đó gửi cho khách hàng để qua mắt nhà chức trách.
Với mong muốn giúp đỡ những người nghèo khổ, cơi nhỡ, đỡ vất vả hơn trong cuộc sống, một người phụ nữ sống ở thành phố San Francisco của Mỹ đã dành dụm tiền và tìm cách biến đổi chiếc xe buýt của mình thành một phòng tắm di động dành cho những người vô gia cư. Và sau nhiều nỗ lực, cuối cùng thì ước mơ này đã trở thành hiện thực. Người phụ nữ tốt bụng với ý tưởng đầy nhân văn và sáng tạo nói trên là cô Denise Sandoval, sống ở thành phố San Francisco. Sau hơn 2 năm miệt mài với kế hoạch giúp đỡ người nghèo khó, cuối cùng Sandoval đã thành công với chiếc phòng tắm di động Lavame, thiết bị có thể giúp những người vô gia cư trở nên sạch sẽ hơn. Tôi đã nghĩ đến việc mở một nhà tắm lưu động từ lâu, nhưng cho đến giờ, giấc mơ ấy mới trở thành hiện thực. Tôi thực sự rất hài lòng. Tại thành phố San Francisco, hiện có khoảng 3.500 người không có nhà cửa. Họ sống lang thang và thường đến các phòng tắm công cộng để làm vệ sinh. Tuy nhiên, ở đó chỉ có 7 phòng tắm dành cho nhóm đối tượng này, nên nhiều người vô gia cư cho biết có khi có đến 2 tuần lễ, họ không được tắm rửa sạch sẽ. Tôi tin rằng phòng tắm di động này sẽ giúp được rất nhiều người có hoàn cảnh như tôi. Sandoval hy vọng trong tương lai có thể chuyển đổi nhiều chiếc xe buýt khác thành phòng tắm di động dành cho người cơ nhỡ. Thậm chí cô còn muốn mở rộng ý tưởng này sang các thành phố khác tại Mỹ. Tuy nhiên, việc thiếu kinh phí đang gây cản trở không hề nhỏ bởi việc thiết kế lại xe buýt thường mất khoảng 75.000 đô la Mỹ. Dự kiến trong tuần này, phòng tắm di động sẽ chính thức được đưa vào sử dụng. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày hôm qua tại một viện bảo tàng ở Tokyo, các nhà khoa học Nhật Bản đã trình làng người máy dẫn chương trình đầu tiên. Điều đặc biệt là hai người máy này trông rất giống người và có khiếu hài hước, bên cạnh khả năng sử dụng ngôn ngữ rất hoàn hảo. Hai người máy được điều khiển từ xa trông rất giống người thật, có da làm bằng silicon, có khả năng nhướng mày, nháy mắt và lắc đầu. Thậm chí hai người máy còn thể hiện sự hài hước. Người máy đầu tiên có tên Kodo Morot đã đăng một bản tin về động đất và tin về cuộc đột kích của Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI một cách trôi chảy trước sự chứng kiến của nhiều phóng viên. Còn người máy Otonaroy cũng khiến nhiều người ngạc nhiên khi giới thiệu tên mình. Cô cũng xin lỗi khán giả về việc cô nói vấp do khá căng thẳng. Cả hai người máy sẽ làm việc tại Viện Bảo tàng Quốc gia về Khoa học và Sáng tạo Tương lai. Cả hai sẽ giao tiếp với du khách để thu thập dữ liệu về phản ứng của họ sau cuộc trò chuyện. Dữ liệu sẽ phục vụ cho nghiên cứu. Tôi không nghĩ rằng hai người máy dẫn chương trình này sẽ được bán ra ngoài thị trường trong tương lai. Tuy nhiên, tôi cho rằng hai robot dẫn chương trình sẽ đặt nền móng cho sự phát triển mới của ứng dụng Android trong tương lai. Dù được không ít người thán phục về sự phát triển công nghệ robot, song vẫn có không ít người cảm nhận dường như trong công nghệ này vẫn còn thiếu đi một điều gì đó. Mặc dù robot rất giống người thật, nhưng cách biểu cảm rất cứng, tôi cảm thấy có gì đó rất đáng sợ. Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn khẳng định cả hai robot sẽ giúp mang tới các thông tin giá trị trong nghiên cứu, đồng thời họ tin rằng sẽ có nhiều robot phục vụ cuộc sống trong tương lai hơn nữa. Thưa quý vị và các bạn, trong số các di sản văn hóa mới của thế giới vừa được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO ghi nhận, Hàn Quốc cũng được vinh danh với di tích pháo đài Nam Ham Sangseong, hay còn gọi là Nam Hán Sơn Thành, nằm trên ngọn núi Nam Hang thuộc tỉnh Sangju. Nơi đây từ lâu được biết đến là một di tích lịch sử rất nổi tiếng tại xứ sở Kim Chi. Pháo đài Nam Ham Sangseong đã được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc đưa vào danh sách Di sản Thế giới sau cuộc họp lần thứ 38 của tổ chức này tại Doha. Nằm ở phía đông bắc thủ đô Seoul, pháo đài này được xây dựng dưới thời Joseon vào thế kỷ 17 nhằm mục đích phòng vệ. Do đó, nó là công trình có ý nghĩa lịch sử tiêu biểu cho lối kiến trúc quân sự bảo vệ thành trì tại châu Á trước đây. Đây cũng từng là nơi nhà vua Triều Tiên lưu lại trong giai đoạn quân Mãn Châu, Trung Quốc lần thứ hai xâm chiếm nước này vào năm 1636. Tường thành Nam Ham Sangseong cũng là cung điện khẩn cấp duy nhất trên thế giới. Cùng với đó, các nhà sư đã được điều động trong việc xây dựng và sử dụng tường thành Nam Ham Sangseong. Điều này đã góp phần làm nên tính độc đáo của tường thành dài 8.000 km này. Với di sản pháo đài Nam Ham Sangseong, Hàn Quốc hiện đã có 11 di tích được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc đưa vào danh sách Di sản Thế giới. Các di sản thế giới nổi bật nhất tại xứ sở Kim Chi phải kể đến Tông Miếu, 8 vạn đại trường kinh thời Koryo đang được lưu trữ tại chùa Hê-in và chùa Pungak. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua được coi là một ngày đặc biệt đối với người hâm mộ cố ca sĩ nhạc pop Michael Jackson khi mà 5 năm trước đây, ông Hoàng nhạc pop của thế giới đã bất ngờ ra đi và đã để lại sự tiếc thương vô hạn trong lòng công chúng yêu nhạc. Mặc dù nam ca sĩ Michael Jackson đã qua đời, song một thực tế là gia tài của ông Hoàng nhạc pop vẫn phình to mỗi ngày.
đây là điều mà ngay cả các ca sĩ còn sống cũng chưa thể làm được. Và điều này cũng chứng tỏ một điều rằng huyền thoại nhạc pop Michael Jackson vẫn còn sống mãi trong lòng những người hâm mộ. Carol Crabtree là người hâm mộ ông hoàng nhạc pop Michael Jackson của Nhiệt. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày này, cô lại mất gần 40 tiếng lái xe để đến viếng thăm mộ của nam ca sĩ bạc mệnh. Con trai tôi cũng rất hâm mộ Michael Jackson, cho từng nghe những bản nhạc của nam ca sĩ Jackson cùng tôi. Thỉnh thoảng chúng tôi cùng hát và cùng nhảy. Đến nay, cậu con trai của cô Carol đã thuộc rất nhiều bài hát của ca sĩ Michael Jackson, đồng thời cậu bé có khả năng bắt chước các điệu nhảy của nam ca sĩ này. Trong khi đó, Brett Sunbird, một người hâm mộ Michael Jackson, lại có cách bày tỏ tình yêu với nam ca sĩ bằng cách khác. Nhà của Brett Sunbird đã trở thành một khu vực trưng bày hình ảnh của Michael Jackson. Ngoài ra, còn có phòng thu âm dành cho những người hâm mộ muốn hát lại các bài hát của cô ca sĩ. Tôi mong muốn trở thành người truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về các nhạc phẩm của Michael Jackson. Cách đây 5 năm, trong khi chuẩn bị cho hàng loạt buổi hòa nhạc trở lại mang tên This Is It, Michael Jackson đã qua đời do nhiễm độc cấp tính propofol và benzodiazepine vào ngày 25 tháng 6 năm 2009. Tòa thượng thẩm Los Angeles, Mỹ đã cho rằng cái chết của Michael Jackson là một vụ giết người và bác sĩ riêng của ông đã bị kết tội ngộ sát. Sự ra đi đột ngột của ông hoàng nhà pop đã khiến cho hàng triệu người hâm mộ hụt hẫng và đau xót. Song dù đã qua đời, nhưng suốt 5 năm qua, những sự kiện, câu chuyện về ông hoàng nhà pop Michael Jackson vẫn liên tục xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới. Thưa quý vị, thông tin quốc tế vừa rồi của chúng tôi đã khép lại chương trình Cuộc sống 24 giờ ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những chương trình lần sau.